bàn thầy béo. Sơ cấp 1 bài 3. Từ vựng. Từ vựng, từ vựng về động từ. Hôm nay chúng ta sẽ học về các từ vựng động từ với cả tính từ nhé. Ok. Các bạn đọc theo thầy nhé. Gada. Gada. Tiếp tục. Uda. Uda. Ăn. Mokta. Mokta. Ok. Ngủ là. Chada. Chada. Ok, thầy giải thích từ vựng một chút nhé. Chúng ta xem từ vựng, hai từ vựng này nhé. Đi đến, tới về. Đi đến, tới về. Hai từ vựng tiếng Việt ấy, tất cả dịch sang tiếng Hàn là kada và uda đúng không nào? Thế nên các bạn có thể hỏi như vậy được. Thầy ơi, lúc nào sử dụng kada, lúc nào sử dụng uda nhỉ? Ok, thầy giải thích một chút nhé. Thầy sẽ viết ở đây. Chà, khi chúng ta sử dụng kada và uda nhé, quan trọng nhất là, chủ yếu là chúng ngữ là ai? Chúng ngữ là ai? Chà, ví dụ nhé. Nếu mà tôi di chuyển chỗ khác, tôi chủ động di chuyển chỗ khác, đó là gada. Ok. Nhưng mà tôi đang ở đây. Nếu mà người khác đến chỗ mình ở. Nếu mà người khác đến chỗ mình ở, đó là uda. Các bạn hiểu chưa? Đi đến tới về, tất cả đều dịch là gada và uda. Nhưng mà chủ yếu là chủ ngữ là gì? Nếu mà tôi di chuyển chỗ khác, đó là gada. Nếu mà người khác đến chỗ mình ở, đó là uda. Các bạn hiểu chưa? Thế thầy lấy ví dụ một cái nhé. Thầy ơi, em về nhé. Tôi về à? Về nhà. Kemudian, về nhà. Lúc đó xin gada hay là uda? Gada, đúng không nào? Bởi vì tôi di chuyển đến nhà, đúng không nào? Tôi là ví dụ khác nhé. Ngày mai nhé, bạn của thầy sẽ sang Việt Nam. Việt Nam gada hay là uda? Uda, đúng không nào? Bởi vì chúng ta đang ở Việt Nam mà, người khác đến chỗ mình ở. Hiểu chưa? Nhưng mà nhiều sai khác, nhiều giáo viên khác dạy như thế này. Đi là gada, đến là uda. Thế nên về là gì? Thế nên tới là gì? Thế nên sang Hàn Quốc là gì? Hiểu chưa? Thế nên các bạn đừng học thuộc từ vựng như thế này nhé. Gada là gì nhỉ? Đi đến, tới, về, bộ sang, tất cả đều được. Uda là gì? Đi đến, tới, về, sang, tất cả đều được. Chủ yếu là chúng ngữ khác thôi. Ai đi nhỉ? Ai đến chỗ mình ở nhỉ? Ok, hiểu chưa? Giờ chúng ta học từ vựng tiếp nhé. Giờ tập tiếp theo nhé. Ba si da. Ba si da. Ok. Giờ nói chuyện. Iyagi hada. Iyagi hada. Đọc sách. Ilta. Ilta. Nghe. Tutta. Tutta. Ok, các bạn xem từ vựng này một chút nhé. Chà, chúng ta khi học bằng chữ cái, nếu mà phương cuối có hai chữ này, thì chúng ta theo âm thứ hai đúng không? Nhưng mà đó là chỉ danh từ thôi. Nếu mà động từ, từ vựng động từ hay là tính từ có ở phương cuối như thế này, thế nên chúng ta phải theo âm thứ nhất. Thế nên từ vựng đáp, đáp tiếng Hàn là 읽다. Phải chú ý nhé. Không phải 읽다. Từng đáp là phát âm là 읽다. 읽다. Ok, các bạn phải chú ý cái này nhé. Ok. Chà, chúng ta học tiếp. Ok, tiếp nhé. Chà, từ vựng về động từ tiếp. Xem và nhìn. Đáp tiếp theo nhé. 보다. 보다. Vận động hay là tập thể dục. 운동하다. 운동하다. Làm việc. 일하다. 일하다. Học. 공부하다. 공부하다.
Ok. 자, chúng ta xem từ vựng này một chút nhá. 일하다. Tôi viết ở đây nhá. 자, 이 từ vựng 일하다는 hai từ vựng ghép nhau sau đó thành một từ vựng rồi. 자, 일 thêm làm hada. Thế nên gọi là làm việc. Từ vựng 일 ý nghĩa là việc, việc làm, công việc. Với cả hada là làm. Thế nên hai từ vựng ghép nhau thành một từ vựng. 일하다 là làm việc. Hiểu chưa? Thế nên khi nào nếu mà thầy hỏi các bạn ý, các bạn ơi, làm tiếng Hàn là gì? Thế nên đừng nói 일하다 nhé. 일하다 là làm việc thôi. 하다, 하다, làm là 하다. Phải nói như thế nhé. Ok. 자, tiếp nhé. 공부하다. Phải viết như thế này. 공부하다. Nhưng mà giáo trình khác hay là từ vùng khác ấy, các bạn chắc chắn thấy 배우다 rồi, 배우다. Thế ơi, em trên mạng rồi hay là em đã đọc sai khác ấy, người ta giỏi học là 배우다. 공부하다, 배우다, ý nghĩa khác như thế nào? À, thế ơi, bây giờ giải thích lại nhé. 공부하다, 배우다, tất cả đều ý nghĩa là học, giống nhau luôn. Nhưng mà trường hợp sử dụng từ vùng hơi khác một chút ấy. 배우다, 배우다는 bao gồm ý nghĩa là học cùng với giáo viên. Hiểu chưa? Học cùng với giáo viên là lúc đó chúng ta nói là 배우다. Thế nên 공부하다 là gì? 공부하다는 cả hai đều được. Khi chúng ta học cùng với giáo viên hay là tự học đều sử dụng 공부하다. Các bạn phải nhớ nhé. Bởi vì nếu bạn ý, cứ rất là không hiểu ý, với cả biết nhầm ý, ý nghĩa 배우다 và 공부하다 khác nhau như thế nào. Thế nên thời bây giờ giải thích chính xác nhé. Lại nhé, 배우다 là gì? Học cùng với giáo viên. 공부하다, tự học, hay là học cùng với giáo viên. Ok, các bạn nhớ nhé. Chà, ví dụ nhé, thầy ơi, cuối tuần trước nhé, em tự học tiếng Hàn à? Tự học tiếng Hàn, tự học. Lúc đó có thể xuống 배우다 được không? Không được, bởi vì 배우다 ý nghĩa là học cùng với giáo viên thôi. Ok, các bạn phải nhớ nhé. Ok, chúng ta học tiếp nhé. Ok, đồng thời tiếp nhé. Nghỉ ngơi. Chào tập tiếp theo nhé. Xì ta. Gặp gỡ. Bàn nà ta. Ok. Mua. Sa ta. Thích. Chùa hà ta. Ok, chúng ta học từ vựng tiếp nhé. Chà, bây giờ chúng ta sẽ học về từ vựng về tính từ. Vừa nãy chúng ta đã học về động từ rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta học về tính từ nhé. Ok, chà, đọc theo thử nhé. 크다 작다 많다 ít là 적다. Ok, 자, chúng ta xem từ vựng này một chút nhé. Nhiều. Nếu mà cứ đọc theo từ vựng thì 많다 đúng không nào? Nhưng mà chúng ta phải đọc phát âm như thế này nhé. 많다. Ok, các bạn chú ý nhé. 자, đọc theo nhé. 많다. Không phải 많다 nhé. Ok. Hiểu chưa? Ok. Chúng ta học tiếp nhé. Tốt và được. 좋다. Xấu tồi. 나쁘다. Thú vị hay. 재미있다. Không hay, không thú vị. 재미없다. Ok. Thầy giải thích từ vựng một chút nhé. 자, 소우 là 나쁘다. Nhưng mà cũng là có những trường hợp sử dụng từ vựng 소우. 자, ví dụ, bỏ ngoài hình 소우 chẳng hạn.
lúc đó chúng ta dùng từ vựng khác. Ví dụ nhé, nếu mà ngoại hình xấu thì chúng ta phải viết là 못생겼다. Chào tập, tập theo thử nhé. 못생겼다. 못생겼다. Đó là số khi nói về ngoại hình xấu. À, bạn này xinh nhỉ? Và bạn kia ngoại hình xấu nhỉ? Lúc đó từ vựng xấu ý nghĩa là 못생겼다. Ngoài ra một tính cách xấu hay là một hành động xấu vân vân vân, tất cả dịch là 나쁘다. Ok, các bạn phải viết nhau nhé. Dạ, tiếp tục từ vựng bổ sung nhé. Cha, cha, coffee, coffee, băng, băng, uyu, uyu, yonghua, yonghua. Tiếp tục âm nhạc, ummak, ummak, báo, shinmun, shinmun. Cuối cùng bạn đề là chingu, chingu. Ok, tiếp nhé.